Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh chuyên review về đồng hồ chính hãng của Hội. Và hôm nay vừa mới nhập kho được một chiếc Rolex, và như anh em cũng thấy phía trước, mã của sản phẩm sẽ là 126-33 và có mặt khảm trai. Và với cái mã sản phẩm này thì đây là một chiếc Datejust có cây size 41mm và có màu demi yellow gold. Giờ mình sẽ mở hộp để anh em cùng theo dõi. Đây là một chiếc đồng hồ mới anh em nhé, đầy đủ hộp sổ thẻ kèm theo. Rồi, hộp màu xanh rất là quen thuộc. Mình sẽ đi sơ qua cái phần sách thẻ đi kèm để anh em nắm thêm thông tin. Đây là một chiếc Datejust ha, cho nên chúng ta sẽ có một cuốn sách Datejust lớn như thế này. Một cuốn sách Worldwide Service nhỏ, một cái ví đựng thẻ bằng da, kèm theo đó là thẻ bảo hành toàn cầu của Rolex. Thì đây là mẫu thẻ mới của Rolex em nha. Nó sẽ cảm giác thiết kế nó sẽ sang trọng hơn một chút, và thông tin thì nó sẽ chứa đựng những thông tin cơ bản thôi. Nó có một chút hạn chế so với cái mẫu Rolex cũ. Thì đây là một chiếc mới chưa có chủ nên mình xin phép che số serial number lại. Thì mình chỉ show mã sản phẩm thôi. Sản phẩm sẽ là 126-33 và ngày mua sẽ là ngày 14 tháng 1 năm 2022. Với chính sách bảo hành toàn cầu 5 năm của Rolex thì chiếc này sẽ còn được bảo hành cho tới tháng 1 năm 2027. Cực kỳ dài luôn ha. Date rất là dài. Thì cái mẫu thẻ mới này nó sẽ thiếu cái thông tin là con dấu của nhà bán lẻ, kèm theo đó là tên vị khách hàng đầu tiên. Nó chỉ chứa đựng là ba cái thông tin cơ bản nhất, đó là mã sản phẩm, số serial number, kèm theo đó là ngày mua. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tách nhựa màu xanh rất là quen thuộc rồi, không có gì để nói. Và cuối cùng sẽ là chiếc Rolex muốn giới thiệu đến anh em ngày hôm nay. Vẫn siêu dây thì mình bọc lại, cái này là siêu bên mình tự bọc thôi. Mình chia sẻ một chút về siêu. Thì anh em nào hay mua, có từng mua ở Rolex thì anh em sẽ biết quy định của nhà bán lẻ trước khi anh em mang chiếc Rolex của mình ra khỏi cửa hàng. Thì một là anh em phải tháo mắt dây, hai là em phải tháo toàn bộ sticker Wira bên đây nè, tất cả sticker hết thì anh em mới được mang chiếc đồng hồ này ra khỏi store. Cho nên vì vậy thỉnh thoảng mình sẽ có những chiếc đồng hồ nó không còn siêu, đó là bởi vì quy định là trước khi ra khỏi cửa hàng là mình phải tháo siêu ra rồi, và mắt dây là chưa đụng tới ha, mắt dây còn nguyên chưa tháo. Tuy nhiên cũng có một vài lúc may mắn thì mình nhập được những chiếc là mắt dây chưa tháo và sticker vẫn còn nguyên full tất cả sticker, thì những chiếc đó là phải nói rất là tuyệt vời rồi, nó là việc đảm bảo việc mới 100%. Tuy nhiên những chiếc full sticker này mình vẫn cam kết là hàng mới và chưa ai lên tay cả, chưa đeo, chưa tháo mắt ha. Về dòng Datejust 41 thì không có quá nhiều điều để giới thiệu đối với anh em người chơi rồi, tại vì anh em rất là rành cái dòng này. Chúng ta sẽ có một cái niền khí làm bằng vàng 18K với màu yellow gold, nó sẽ đồng bộ với cái màu ba chỉ giữa của bộ dây Jubilee đi kèm như thế này. Ở bên trong mặt số chúng ta sẽ có 10 cọc số kim cương, ở vị trí góc 12 giờ sẽ là logo hình vương miện của hãng, vị trí góc 3 giờ sẽ là ô lịch, và ở dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ Swiss Made, kèm theo đó là logo vương miện nằm ở giữa, thể hiện đây là version Mark 2, version mới nhất đến từ Rolex, và họ sử dụng bộ máy mới nhất là máy 3235. Ở góc 12 giờ sẽ là tên thương hiệu Rolex nè, Oyster Perpetual Tour, dòng Datejust. Phía dưới chúng ta sẽ có thêm cái thông tin là Superlative Chronometer, là chuẩn siêu chính xác riêng của Rolex nhé. 6 số đời mới cho nên chúng ta sẽ có một cái niền chạy chữ với rất là nhiều chữ Rolex được chạy phía trong niền. Góc 12 giờ mình sẽ có thêm một cái logo vương miện nữa. Và ở khoảng từ 6 đến 8 giờ chúng ta sẽ có số serial được khắc chạy phía trong. Số này sẽ trùng với số trên thẻ lúc nãy. Và một lưu ý nhỏ dành cho anh em, đối với những chiếc có cái mặt khảm trai hay mặt sạc cừu như thế này thì có phần ô lịch chúng ta sẽ có một cái khung viền. Cái màu khung viền này sẽ phụ thuộc vào mã sản phẩm. Đây, ví dụ như là cái màu này là màu yellow gold thì khung viền sẽ là yellow gold. Còn nếu mã sản phẩm là 334 là màu vàng trắng đó, thì cái phần niền này cũng phần vàng trắng, và tương tự đối với màu 331 màu vàng hồng. Đây là một cái lưu ý nhỏ dành cho anh em. Và mặt xà cừ thì anh em cũng biết rồi, dưới những cái góc nhìn khác nhau thì nó sẽ ánh lên những cái vân xà cừ khác nhau rất là đẹp. Và mỗi chiếc mặt xà cừ sẽ là mỗi chiếc có cái mặt hoàn toàn khác nhau, cho dù là nó cùng mã sản phẩm đi chăng nữa, cùng mã sản phẩm, cùng nhà sản xuất, cùng hai chiếc Rolex 126-333 như thế này để cạnh nhau thì nó vẫn hoàn toàn khác nhau ở cái mặt vân xà cừ. Đây anh em thấy ha, vân rất là nổi, vân trắng nổi lên rất là đẹp. Xà cừ là một trong những cái mặt đồ đẹp nhất của Rolex. Thân vỏ chúng ta sẽ được có thân vỏ làm thép không gỉ, được đánh bóng toàn thân như thế này, được đánh bóng xung quanh. Nấm của chúng ta đây, nấm vàng và có logo Rolex ở đây. Dây như em nói lúc nãy là dây Jubilee 5 chỉ với 3 chỉ giữa làm bằng vàng 18K, màu yellow gold, màu vàng chanh, và hai chỉ ngoài được làm bằng thép không gỉ 904L riêng của Rolex và được đánh phay xước. Khóa của chúng ta sẽ là khóa bản to, đây anh em khóa không có vết gì hết nhé. Chỉ có một chỗ mồ hôi của mình chạm vào thôi, khóa không có vết gì cả. Khóa bảng to có smart lock ở phía trong, có nghĩa là anh em có thể
nới dây ra hoặc là thu dây vào nếu anh em cảm thấy to nhỏ gì đó. Và đáy chúng ta sẽ là đáy kính rất là quen thuộc rồi, không có bất cứ một thông tin nào được khắc ở trên đáy anh em nhé. Đối và máy sử dụng trên chiếc này sẽ là máy 3235 với 31 chân kính, tần số động sẽ là 28.800, và một cái cải tiến đáng kể đến từ Rolex đó là thời gian trữ cốt của chiếc này sẽ lên tới 70 tiếng, đảm bảo cho anh em hoạt động xuyên suốt cả tuần luôn. Ví dụ như anh em mang thứ sáu và thứ bảy anh em để đó, tới thứ hai anh em mang lại thì vẫn còn rất là dư giả cốt, anh em có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng đối với chiếc đồng hồ này. Chiếc này thì bên mình bán rất là nhiều rồi, anh em nào hay theo dõi Facebook hoặc Zalo của mình thì biết mình một tháng mình bán cũng tầm 4-5 chiếc này cơ. Và cứ mỗi lần nhập về là giá sẽ kênh thêm 10 đến 15 triệu. Hiện tại thì đầu giá của nó lên đến đầu năm rồi. Nên anh em nào quan tâm tầm giá của nó thì có thể liên hệ mình. Mình sẽ báo giá đúng vào cái thời điểm mà anh em hỏi. Tại vì giá nó lên hàng tuần, nó lên quá đều đi nên mình không thể báo giá chính xác được. Ở thời điểm hiện tại đang là giữa tháng 2 năm 2022 thì chiếc này đã là 525 triệu cho một chiếc đồng hồ mới rồi. Rồi, cảm ơn em đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp anh em những video lần sau.